Dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị Hai Năm Tấn quê ở Thái Bình, hai chị em trên hai trận tuyến, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, trang sử vàng chống Mỹ cứu nước, sáng ngời tên những cô gái Việt Nam. Hỡi ai có đi năm châu bốn biển, bạn hỏi có gì đẹp trong cây lúa Việt Nam? Đẹp lắm chứ, anh hùng lắm chứ, thời đại chúng tôi thật là dễ dàng, từng cây lúa từng cây súng dân tự hào cùng cô gái Việt Nam dân tự hào cùng cô gái Việt Hai chị em từ hai phương trời xa cách, những năm đất nước còn chiến tranh trên hai trận tuyến, hai chị em ta cùng anh dũng kia cường. Qua đi đất nước này đã được thái bình, cô ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh, những tháng năm dài khói lửa chiến tranh, hai chị em ta vất vả đêm ngày, chung sức một lòng cho quê hương đất. Chỉ ở Thái Bình dãi nắng dầm sương, cô ba Trà Vinh cũng kiên cường bất khuất. Trà Vinh dân đứng đầu nơi tiền tuyến, chị Hai Thái Bình cũng ra sức hăng say, quyết một lòng vững bước đi lên nơi tiền tuyến, hậu phương ta như một, cho dù có đi khắp năm châu bốn biển nhưng vẫn tự hào vì người con gái Việt Nam. Chiến trường hỏi rằng từ mùa nay hoa mây đã nở chưa, đẹp lắm hoa nở khắp chốn, mùa hoa chiến công nở rộ khắp nơi, từng thôn xóm từng
con hóc dược lên. Hỡi ai có xa quê ta thấy mình hỏi rằng lúa vụ mùa năm nay có đẹp không? Nhiều thóc lắm cánh đồng trống mỹ, cả miền Bắc ta được mùa lúa vui. Mừng chị nhé, mừng em nhé, tàn giặc về em hát chị nghe. Thái Bình cả dân hai phương trời xa cách, ta mãi khắc ghi những kỷ niệm năm nào. Hai chị em trên hai trận tuyến, anh hùng bất khuất trung hậu đài.